Đợi ba tí, đợi ba tí, đợi ba tí. Rồi, biết con thích uống rồi, đợi ba tí, đây. Rồi, đợi ba tí. Không đổ, đổ con, này. Quá trời. Là tới cái hoa này. Bon ra đây bon cho nó lớn rồi bon ra đây bon trèo nha. Ta trồng cây cho nó lớn tí rồi bữa bon ra đây bon trèo ha. Cặp leo trèo rồi chứ. Rồi bữa đi ra câu cá ba nha. Nha. Gió mát rồi. Bo tưới cây cho vài bữa ra hoa đầy rồi. Con ra đây bon chơi nha. Nha, con ra đây bon chăm hoa nha. Này cái sung to chưa? Vài bữa bon ra đây bon leo cây nha. Nha bon. Nha. Bo tưới một đoạn này cho hoa ra để đẹp. Đẹp không? Đấy, cây gì đẹp không? Hả? Con leo lên nha. Cẩn thận. Sao vậy? Con không thích leo hả? Con không thích leo hả? Không thích leo thì đi vô nha. Đi vô uống sữa nha, ba cho con uống sữa. Hả? Con không thích leo cây hả? Sao vậy? Tập đi chứ, con phải tập đi chứ. Hả? Tập leo đi. Đây, ngồi vào đây nha. Con ngồi vào đây. Con tập leo cây đi. Con không thích hả? Con không thích leo à? Thôi vậy, ba cho vào uống sữa nha. Nha. Đi, đi ba cho vào. Uống sữa nha. Đúng không? Từ từ đợi ba tí. Ui trời. Văng mất rồi. Đây, bọn thích uống loại này đúng không? Để ba lấy bên khác và đổ cho. Con chơi đi. Ủa? Từ từ, để ba tí ba lấy sữa cho uống. Bình này. Đợi ba tí. Này, con mút được không? Con mút được hả? Con mút được để ba đổ vào bình cho con nha. Đợi ba tí, đợi ba tí. Đợi ba tí. Rồi, biết con thích uống rồi. Đợi ba tí, đây. Rồi, đợi ba tí. Không đổ, đổ con. Này, con lấy sữa cho con uống nha. Con ngoan. Đây. Sữa đây. Đúng chưa? Uống sữa con thích chưa? Hả?
Kiếm bao nhiêu loại rồi đó mới ra cái sữa mà thích uống. Trời ơi, khó tính gì đâu ấy. Ừ. Ngon không? Uống hết đi và đổ thêm cho nha. Này, uống thêm miếng nữa. Ngon giỏi quá. Ngon không? Ngon không? Uống cà phê mắt mắt nhắm à. Uống thêm miếng nữa coi. Không uống nữa hả? Đấy, làm thêm miếng nữa, uống thêm miếng nữa cho nó no bụng này. Hết rồi. À đây đây hết rồi. Hết rồi, hôm qua không biết trời. Đây, và đổ thêm cho. Đổ thêm cho con nha. Đây. Đây. Ngon mà, uống sữa con thích mà. Trước khi uống là phải thử coi có phải loại sữa mình thích không đã hả? Ngon không? Ngon không? Không mua một lốc cho tha hồ mà uống nha. Này, mấy hôm nữa rồi uống uống hết thì ba mua tiếp. Này. Ba muốn hả? Thôi hả? Muốn rồi thôi nha. Giờ đi leo cây đi nha. Nha, tập leo cây cho con tập cho bác đi. Qua nhổ cỏ đi hả? Ăn luôn. Đây đây có cái nữa này nè, thấy không? Không thèm hả? Hả Bon? Thôi thế thì chơi đi nha, qua nhổ cỏ.